với người khác cũng bằng cái tâm như vậy đi đó. Mọi người sống vậy ta mới dễ đó, không? Rồi á, cái vấn đề á, tôi nói tiếp về tháng thử cao cho mấy anh chị. Cái mà lúc trước tôi nói với mấy anh chị sao, khi mà trước khi mà nó đi là nó hay quy chụp người ta là phản động lắm anh chị. Mà nó không có biết phản động là gì. Mọi người kêu nó lên phân tích về một bài phản động là cái gì đi. Nó chỉ biết nói là phản động thôi. Thí dụ những cái người ở nước ngoài, người ta đó, những người mà họ đi theo á, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cờ vàng ba sọc đỏ đó mấy anh chị, họ tới với người Việt Nam có nhiều thành phần, họ tới vì tình cảm, vì yêu thương, vì họ đồng cảm, họ thấy bức xúc, họ nói. Rồi lại có những người á, họ đến á, là họ chỉ muốn bỏ tiền ra, họ làm một cái thú vui, bỏ một chút tiền lẻ ra rồi họ làm một cái thú vui để họ trả thù cảm xúc. Họ bỏ tiền ra, họ kích động rồi họ xúi dục làm cái này cái nọ cái kia đó. Cho nên á, đôi lúc á, thằng Tám Sự Cao nó cũng có biết phản động là gì đâu mình chị. Nó thấy chơi với những cái người mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa là bắt đầu là họ bảo đó là phản động. Đúng rồi, thật sự chính bản thân nó cũng biết phản động là gì. Phản động là nó phải có những cái tổ chức, nó xúi dục, nó cầm quân, cầm cờ. Đó là nó sai đâu đánh đó. Rồi nó cho tiền, nó kích động, làm theo ý nó. Rồi á, coi nó giống như một chủ bò vậy đó, là một đó thì á, làm việc theo những cái người đó và đi binh vực những cái người đó như thế nào đó, phải không? Thì á, là họ theo những cái tổ chức nha, thì mới là phản động. Còn cái này á, phải không? Họ lên rồi viết bài, họ nói lẽ phải, họ nói đúng sai, họ nói về những cái thành phần những cái chuyện mà thế nào là đúng, thế nào là sai, thì đâu có gì gọi là phản động. Nhưng mà nó quy chụp cái chuyện mà bùm bùm với cô Mỹ với con Hồng Loan ba đứa kia là phản động, mà tôi cảm thấy một cái điều không có xô ra được cái gì hết trơn. Ủa, thằng Chí Cảnh chơi với một người phản động nào đó là Chí Cảnh phải phản động. Rồi á, thằng Chí Cảnh đi bảo vệ con Hồng Loan là thằng Chí Cảnh mang lại phản động cho con Hồng Loan, vậy mày cũng đi bảo vệ con Hồng Loan đó. Rồi mày cũng nhận tiền từ nước ngoài làm từ thiện, mày cũng ăn tiền ở bên nước ngoài, mày cũng nhận quà của những người đó đó. Trong cái số những cái người mà mày nhận cũng là những cái người quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng phản động, cũng chống cộng đó, sao mày không nói? Rồi ai cho mày là phản động đó? Tới với người ta không được, cái quay qua là chụp mũ người ta là phản động, rồi đòi đưa người ta những cái bằng chứng. Ủa, mày nắm nhiều bằng chứng về con Loan vậy á, mày biết Loan sai vậy sao mày vẫn bảo vệ Hồng Loan? Vậy mày là đồng phạm luôn rồi, mày che giấu những cái sai phạm của Hồng Loan mà Hồng Loan đi tù á, thì mày cũng đâu có thoát khỏi, đúng không? Mày cũng đâu có thoát khỏi. Rồi trong từ đầu mày tới, mày biết của Hồng Loan sai phạm, mày nắm nhiều cái bằng chứng, mà giống như mày nói đó, mày nói là mày nắm nhiều cái bằng chứng sai phạm của con Hồng Loan, những cái bằng chứng sai phạm của con đi, vậy mày muốn tố giác họ đi tù, vậy tại sao từ lúc đầu mày không tố giác, mày thấy họ sai như vậy mày còn đi bao che cái sai cho họ, để họ sai rồi lại càng sai, rồi ngày hôm nay không thực hiện theo những cái ý đồ mong muốn của mày, rồi mày đem người ta ra tố giác. Vậy một thời gian qua mày đã nắm giữ những cái sai phạm của người ta mà mày không đi tố giác người ta, mày còn bao che, vậy là mày đồng phạm rồi, phải không? Mày cũng là một cái người là cũng phải biết sai mà vẫn làm. Mà sai là sai cái gì? Sai là không có chịu chấp nhận một người giống như mày để đi vào với cái nhóm để mà đưa mày lên, để cho mày có được những cái nguồn lợi gọi là buôn bán hàng, hay là mạnh thường quân bỏ tiền vào để cho mày để đi làm từ thiện, để đánh bóng tên tuổi mày, để đưa mày lên một cái tầm cao của xã hội, đúng không? Không có làm được điều đó cho mày, cho nên là mày bảo người ta là tội phạm, bảo người ta là những cái người mà làm sai trái mà bước vào pháp luật, phải không? Mà bây giờ á, mày lên mày nói á, nếu mà mày đã
giờ mày lên mày đe dọa anh ta mà mày không đi tố giác nữa là mày đang bao che đó. Mày đang bao che cho tội phạm đó. Nói có ngon bây giờ mày đi tố giác đi, mày show ra đi những cái gì mà Hồng Loan sai phạm đi. Còn mày lên mày đe dọa mà mày không đem ra đó là mày đang đi bao che đó. Thoát thân rồi.